Các vị hòa thượng hay cao tăng đắc đạo, khi chết thường hay có những trường hợp xuất hiện các đám mây màu sắc rất đẹp. Hiện tượng này là như thế nào và do ai làm ra? Viện chủ trả lời, thánh chưa ai. Trên thế giới này nó có hai cái loại người, loại thần ủng hộ và thánh ủng hộ, mà đi sâu vào tôi không nói. Nếu mà thần thì thích cái này còn thánh thích cái kia, tôi không nói cái này, nói cái này nó là quan trọng lắm. Cái này trong cái giáo lý nó nói, thế gian này chỉ có hai cái loại người là thánh, thần, thánh thích cái gì, thần thích cái gì. Đứa trẻ vừa đẻ ra biết nó trong tương lai nó là cái gì, là do cử chỉ, hành động và nói năng của nó, nên nó phân biệt, mày nữa sẽ là thánh, mày nữa sẽ là thần, người ta dám nói câu này luôn đó. Thì các ông thầy bói cũng căn cứ vào cái luật này nè nó nhìn thấy được, mà thường thường thầy bói nó nhìn được cái vô hình đó, một là ông nhớ cái ông thánh giúp đỡ ông, thầy bói nào mà có người nhập thì coi rất hay, không nhập thì kể như coi nói dạo vậy thôi, không có ai giúp ông hết. Đó cái này để đi sâu vào trong thế giới vô hình. Trích giải đáp đạo Phật khoa học Thiền Tông. Ha ha ha, 问什么的说呵